Quý vị đang theo dõi điểm tin nhanh của tạp chí Tiếp thị và Gia đình. Câu chuyện buồn sau những dãy ghế trống trên khán đài ở Qatar. Hình ảnh những chiếc ghế trống trên khán đài tại lễ khai mạc World Cup và sau đó là ở trận đấu của đội bóng chủ nhà với tuyển Ecuador đều thấm đẫm những câu chuyện buồn. Những chiếc ghế trống trên khán đài dường như kể một câu chuyện buồn khi cách sân vận động này khoảng 35 km tại thủ đô Doha, hàng nghìn lao động nhập cư, những người đã thực sự đổ mồ hôi cho World Cup tới một sân vận động để chứng kiến trận mở màn World Cup 2022 qua màn ảnh. Khu vực đặc biệt này được dựng lên ở khu công nghiệp ngoại ô thành phố với một màn hình khổng lồ trong sân vận động và một màn hình lớn khác bên ngoài. Gần đó có một số chỗ ở nơi hàng trăm nghìn lao động thu nhập thấp của Qatar sinh sống. Vé xem trận mở màn có giá trung bình 200 đô la Mỹ, nhưng khu vực dành cho công nhân mở miễn phí. Một số người cho biết đây là nơi gần nhất mà họ có thể xem giải đấu trong suốt một tháng nữa. Và tại trung tâm thành phố Doha, lượng người khổng lồ đã đổ xô đến khu vực dành cho người hâm mộ lớn nhất của thành phố. Tuy nhiên, nhiều người đã bị từ chối vào trong với thông báo địa điểm này đã quá tải. Người dân Qatar đến tham dự trận khai mạc quân Cup 2022 với nhiều mong đợi và kỳ vọng, song đủ lại là nỗi thất vọng trước màn trình diễn của đội nhà. Theo AFP, hàng nghìn ghế trống đã kể câu chuyện buồn khi trận ra mắt quân cấp được chờ đợi từ lâu của Qatar đã kết thúc với một nỗi buồn hôm 20 tháng 11. Vào thời điểm trận đấu bắt đầu, hơn 67.000 người đến tham dự sự kiện này. Tuy nhiên, rất lâu trước khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, người hâm mộ của nước chủ nhà đã bắt đầu tiến về phía lối ra. Trên các khán đài, người hâm mộ Qatar thiếu lửa, trên sân, các tuyển thủ Qatar chơi nhạt nhòa về mặt chuyên môn lẫn tinh thần. Khi hiệp 2 bắt đầu, nhiều ghế trống đã hiện rõ trên sân vận động. Khi một buổi tối bắt đầu bằng những màn ăn mừng vui vẻ và sự lạc quan, kết thúc với nỗi buồn trước sự thể hiện của đội nhà.